Bảng xếp hạng Sasibit giữa tháng 8, Dương Dương vượt mặt Tiêu Chiến, nhiệt ba sản ngôi của Dương Tử. Cặp đôi chính của bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh Dương Sương và địch nệ Nhật Ba vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên Sibit có tầm ảnh hưởng nhất tuần qua. Vào ngày 23 tháng 8, trang Power Star đã phát hành bảng xếp hạng cho những diễn viên Sibit có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội trong tuần cuối tháng 7, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Kết quả thu được dựa trên thống kê tương tác bình chọn từ các phiếu bầu của cư dân mạng người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của những nam nữ diễn viên trên mạng xã hội Weibo ở số chung trong một tuần. Trong bảng xếp hạng top 10 nam diễn viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất giữa đầu tháng 8, Dương Dương đã xoán ngôi Tiêu Chiến để vươn lên dẫn đầu danh sách. Trong thời gian qua, Dương Dương thu hút sự quan tâm nồng nhiệt trên khắp các diễn đàn mạng xã hội nhờ bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Đây là phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, sở hữu dàn diễn viên nổi đình nổi đám với giá trị nhan sắc cực cao như Dương Dương và địch nệ Nhiệt Ba, là một trong những tác phẩm nhận được sự yêu thích của rất nhiều khán giả hiện nay. Đồng thời cũng một phần nhờ vào danh tiếng của địch nệ Nhiệt Ba với Dương Dương, nhưng giữ chân được khán giả qua các tập của bộ phim. Vào thời điểm khi bộ phim vừa mới lên sóng chỉ 13 ngày, nhưng nhóm chủ đề độ hot của bộ phim tăng cao chóng mặt, đạt 500 triệu lượt xem trên mạng. Quay trở về thứ hạng bảng xếp hạng, Tiêu Chiến bị tụt xuống vị trí thứ 2 sau nhiều tuần dẫn đầu danh sách. Các vị trí còn lại top 5 lần lượt thuộc về Vương Nhất Bác, Công Tuấn, Nhậm Gia Luân. Mặt khác, bên phía bảng xếp hạng nữ diễn viên cũng có sự thay đổi chóng mặt. Đáng chú ý là trong những tuần vừa qua, thứ hạng quán quân và á quân luân phiên thay đổi giữa hai nữ minh tinh, địch lệ Nhật Ba và Dương Tử. Trong tuần này, địch lệ Nhật Ba đã vượt qua hai đối thủ nặng ký Dương Tử và Dương Mịch để vươn lên vị trí dẫn đầu bảng. Trong những ngày qua, cái tên Dương Tử xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội vì bị ảnh hưởng bởi scandal tình ái của cựu diễn viên Ngô Diệc Phàm, khiến bộ phim Thanh Trâm Hành của cặp đôi tham gia bị cấm sóng vĩnh viễn. Tuy nhiên, trong tháng tới, Dương Tử sẽ trở lại màn ảnh nhỏ cùng với nam minh tinh Tiêu Chiến trong dự án Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Bộ phim dự sẽ là bom tấn trong mùa hè 2021 này. Trước đó, để góp phần quảng bá cho bộ phim, tăng nhiệt độ của cặp đôi chính từ phía nhà đài cũng đã công bố Dương Dương địch nệ Nhật Ba là hai trong số 4 đại sứ toàn cầu. Ngay lập tức, trên các trending mạng xã hội đều phủ sóng hai cái tên này kèm theo tựa phim Em là niềm kiêu hãnh của anh, đã hot này càng hot hơn gấp bội phần. Bảng xếp hạng nam diễn viên như sau: hạng 1 Dương Dương, hạng 2 Tiêu Chiến, hạng 3 Vương Nhất Bác, hạng 4 Công Tuấn, hạng 5 Nhậm Gia Luân, hạng 6 Thành Nghị, hạng 7 Hứa Khải, hạng 8 Đặng Luân, hạng 9 Chu Nhất Long, hạng 10 Bạch Kình Đình. Nữ diễn viên: hạng 1 Địch Lệ Nhật Ba, hạng 2 Dương Tử, hạng 3 Dương Mịch, hạng 4 Triệu Lệ Dĩnh, hạng 5 Cúc Định Y, hạng 6 Bạch Lộc, hạng 7 Tôn Lệ, hạng 8 Quan Hiểu Đồng, hạng 9 Trương Tử Phong, hạng 10 Cảnh Điểm. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.